Doanh nghiệp may mặc này hiện có hơn 300 người lao động. Dù năm 2022 là một năm khó khăn, nhưng theo đại diện doanh nghiệp cho biết, tỷ lệ biến động nhân sự trong năm rất nhỏ. Ngay từ ngày khai xuân, 100% người lao động đã quay trở lại làm việc. Mặc dù là trải qua những khó khăn nhưng mà ban lãnh đạo công ty cũng vẫn có những cái phần quà mà thưởng cho anh chị em công nhân. Đầu năm mới họp mặt thì là họp mặt anh chị em thì ban lãnh đạo cũng có cái tiền mừng tuổi và động viên chúng tôi sang năm mới là sẽ là cùng đồng hành cùng công ty vượt qua những khó khăn để đến một cái đích tốt đẹp hơn. Chính sự quan tâm, chu đáo của các doanh nghiệp đã tạo ra sự gắn bó lâu dài của người lao động. Với Eva Dieva thì chúng tôi ưu tiên cho các chính sách về phúc lợi dành cho các bộ công nhân viên lên hàng đầu, bởi vì họ là bộ máy là bộ xương sống của doanh nghiệp. Thì năm 2022 là một năm cũng không phải là quá thuận lợi đối với cái doanh nghiệp ngành may, nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng để có thể sắp xếp được một cái lương tháng 13 cho các anh chị cán bộ công nhân viên, và theo đó thì cũng có thêm những cái phần quà cụ thể và thiết thực như là gạo hay là trà bánh này kia để cho mọi người về quê có tinh thần. Và sau Tết thì chúng tôi cũng đã có một cái buổi tiệc tân niên để cùng họp mặt, cùng trao đổi về những cái định hướng mới và cũng như là có cái phần lì xì để cho anh chị em có thêm hứng khởi. Nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sun Hau Việt Nam ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện có khoảng 1.600 người lao động. Sau Tết, số lượng công nhân trở lại nhà máy đạt tỷ lệ cao, với khí thế lao động sản xuất rất sôi nổi, khẩn trương ngay từ ngày đầu, tháng đầu để hướng tới những mục tiêu trong năm mới do công ty đề ra. Tại tỉnh Bắc Giang, ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, công ty cổ phần gạch Tuy Nen Nam Dương đã bắt tay thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi, khẩn trương. Đến mùng 6 Tết là tất cả toàn bộ anh cán bộ công nhân viên đã bước vào một năm mới đầy phấn khởi và tích cực. Đó, thì là 100% quân số của nhà máy đã đi quay trở lại làm việc đầy đủ. Bước sang năm 2023, ban giám đốc cũng đề ra kế hoạch là sẽ sản xuất 100% sản lượng và sẽ tích cực cùng gắn kết cùng với cán bộ công nhân viên để đạt được cái chỉ tiêu 100% sản lượng của nhà máy. Sau khi ăn Tết xong thì bên ban lãnh đạo cũng quan tâm đến chị em công nhân, cũng có lì xì cho chị em và đầu xuân năm mới cho chị em mà khấn khởi đi làm. Với sự nỗ lực của doanh nghiệp, của công nhân và người lao động, cùng sự tích cực và cuộc chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành của các cấp, các ngành, tin tưởng trong năm 2023, hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung.